chào mọi người đã trở lại với Thu Hà nha. Hôm nay thì Thu Hà sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu xe tuy mới nhưng mà cũng không có mới. Đó là dòng Exciter 155, nhưng mà nó mới là bởi vì đây là mẫu của 2024 và là phiên bản CBS nha mọi người, màu đen nâu. Đây là một màu xe Hà cảm nhận được nó rất là đẹp và hồi trước giờ là chưa có gặp luôn á mọi người. Màu xanh hoặc là màu đỏ, màu đen gì đó thì có gặp nhiều rồi đúng không? Nhưng mà cái màu đen mà phối với nâu như vậy thì lần đầu tiên Hà thấy. Và cách thiết kế tem cũng như là phối màu rất là đẹp luôn nha mọi người. Và hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá cái em xe này còn lên rất là nhiều đồ chơi đẹp nữa nha. Sắp tới thì bên Hà sẽ có trang bị cả đèn Audi nữa nha mọi người. Anh chị nào đang có nhu cầu mua cái đèn này lắp lên xe của mình thì liên hệ ngay với Thu Hà để được tư vấn và hỗ trợ ha. Vì cái đèn này thì Hà thấy là rất là khó lắp ráp đó mọi người, nên là những nơi uy tín thì mới được nha, chứ còn bình thường mọi người mua ở trên mạng không rõ nguồn gốc thì mình về mình sử dụng không có được đâu nha, dễ bị chạm lắm luôn. Cái mẫu màu đen 2024 này thì mọi người có thể dễ dàng nhận thấy là cái phần mã phía trước là có một cái làm một cái phần hở ở trên này, với lại cái mã nó sẽ cao hơn so với lại cái 2023. Và cái phần mặt nạ trước cũng khác nữa ha, thiết kế hoàn toàn khác và nói chung là nó sẽ bự hơn một tí nhưng mà rất là đẹp ha. Còn đây là cái phần tem bên hông, mọi người có thể quan sát giùm Hà ha. Exciter 155 ha, RC Edition, đây là phiên bản RC nha mọi người. Đó, phía dưới có tem nổi RC ở dưới, phía dưới đuôi nè VVA ha, đây là viết tắt của cái dòng chữ này, điển hình cho cái van biến thiên của xe. Rồi bên này thì đai siêu, có nghĩa là xe này sử dụng cái bít tông nhiệt đúc á, viết tắt là đai siêu. Cái bít tông nhiệt đúc này rất là bền ha mọi người, không phải là cắt ghép nữa mà là nhiệt đúc nguyên khối á, nên mình xài cực kỳ bền luôn nha cả nhà. Và nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều trong cái quá trình vận hành xe ha. Rồi 6 bít tương ứng cho 6 số, có nghĩa là xe này là xe côn tay 6 số, một số tới và 5 số lùi nha mọi người. Xe một càng nha. Ngộ ha, cái dòng ẹt này thì nó chỉ có một càng thôi, còn những cái dòng tay côn nhập khẩu thì tuy là xe côn nhưng mà nó lại có hai càng thì nhiều khách lại thích đổi qua đổi lại, nhưng mà bên Hà thì vẫn để nguyên zin đó. Và có chăng thì bên Hà cũng sẽ có lên một vài cái phụ kiện để cho xe nó đẹp hơn, trang trí và cũng để sử dụng một cách êm ái hơn thôi. Cái phần đồng hồ xe thì cái dòng 2024 này Hà để ý là cái phần đồng hồ nó cũng có khác biệt ha, được trang bị cái dòng chữ 100, một cái giống như một cái cao su á mọi người, nó mềm mềm như vậy nè, nó giống như một miếng cao su á, để đệm vào cái phần phía trước chỗ rồng màn hình đồng hồ với lại cái mão này ha. Đó, tại vì cái mão này nó tương đối cao và cái viền titan này là bên Hà gắn thêm nha, chứ bản chất cái xe là sẽ không có gắn cái viền titan này nha. Với lại tay thắng này cũng là bên Hà độ, tại vì cái tay thắng zin của nó thì nó có chỉ có một mức độ duy nhất thôi, ví dụ mình muốn tăng chỉnh cho nó vừa với tay mà kích cỡ tay của mình thì cũng hơi khó, thì cái này mình có thể tăng chỉnh được ha, với lại nó cũng sẽ chống gãy cho mình ha mọi người. Rồi ngoài ra thì xe này Hà bên Hà có đi thêm mà bộ gác chân màu đen nữa ha, bộ gác chân sau màu đen, chống độ sau màu vàng nè, cái dàn gác tem màu vàng đen, với lại cây phuộc độ ha. Cái phuộc độ sẽ có cái hộp dầu này đi liền với cây phuộc luôn, còn phuộc zin là sẽ không có ha mọi người. Ngoài ra thì phía trước thì Hà gắn thêm cái chống độ trước nè, cái bảo vệ kết nước nữa nha, ba ga titan nữa nè ha. Xe đương nhiên là sẽ được trang bị cổng sạc và smart key cho mình luôn. Hiện tại thì phiên bản CBS 2024 này á, giá xe là 47.500.000 nha mọi người, phụ kiện tính riêng giúp Hà nha. Và nếu mình lấy phiên bản ABS thì dao động tầm khoảng 50-51 triệu ha. Và góp mình có thể trả trước tầm khoảng 7-8 triệu là được để mình lấy phiên bản 2024 ha. Còn bây giờ Hà sẽ giới thiệu thêm cho mọi người cái phiên bản 2023 để mình tham khảo ha, tại vì bên Hà vẫn phân phối bình thường á mọi người. Đây là phiên bản 2023 nha cả nhà. Nói chung là về cái các công nghệ cũng như động cơ máy móc và các phần thông số kỹ thuật thì không có khác biệt nhiều lắm, nên là nếu như anh chị nào mình vẫn còn yêu thích cái mẫu này thì mình vẫn có thể tham khảo và mình mua cái mẫu này. Hiện tại thì mẫu này bên Hà cũng trang bị cho mình cái bảng màu rất là đa dạng luôn ha. Dao động giá chỉ từ 42-44.600.000, và góp thì mình có thể trả trước từ 5-6 triệu là được. Thì nói chung là cái mẫu này sẽ trả trước thấp hơn so với mẫu 2024 một tí nha mọi người. Mẫu này thì nói chung nhìn nó sẽ hơi gọn gọn hơn á. Đây là những cái màu 3D nha mọi người nha. Màu vàng nè, màu xanh tím đi ta. Nếu như mình mua cái bản 2024 mà 3D thì bên Hà cũng có nhận sơn theo yêu cầu á, mình có thể đặt ha. Hà cũng mới vừa sơn một em ABS 2024 cho khách cái màu titan giống gì nè. Ta nó đặt cái màu này ha. Thật ra thì màu sơn á không phải ở đâu họ cũng pha ra được đúng ý mọi người đâu, nên là nếu mà mình đến cửa hàng của Hà mình sẽ lựa xe được, với lại mình có thể quan sát được cái nước sơn như thế nào á, rồi mình ưng ý mình đặt á, mình sẽ rất là hài lòng ha, pha ra đúng ý, đúng màu, đúng hình cho mình ha. Và
Thủ tục mua gốc vô cùng đơn giản thôi nha cả nhà, chỉ cần căn cước công dân gốc. Và nhớ là trước khi tới gọi cho Hà qua hotline 0937 438 101 để Hà hỗ trợ chi phí đi lại cho mình từ 1 đến 2 triệu đồng nha mọi người. Nếu như mà mình có thắc mắc gì thêm liên quan về xe thì cứ liên hệ với Hà qua số hotline đó hoặc là Zalo cũng được. Còn mình ở xa thì bên Hà có nhận cọc và ship xe, nhưng mà để tránh lừa đảo thì hãy liên hệ trực tiếp với Hà nha. Còn ví dụ mình ở xa di chuyển bằng xe khách thì hãy gọi cho Hà trước. Đến ngày tổng 1 khu du lịch Đại Nam, Hà đón vào miễn phí nha mọi người. Hôm nay thì sẽ tạm biệt cả nhà ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Rất mong sẽ gặp gỡ mọi người tại cửa hàng trong thời gian sớm nhất.